từ làm cái gì tốt cái cuốn này ấy rồi bây giờ làm cái tốt cũng hơi lâu còn lâu thì con thì nó lớn thì nó học hành rồi người làm nữa cái đang ở vậy nó chưa tính được có đầu tính đấy. Vậy thì xây chẳng mấy là xong đâu thì nhờ. Đợt này xong có những thợ nó đông không có ai làm, có một dốc cái thợ đấy thì nhanh. Thế xong rồi. Đã xong rồi. Xong rồi á? Ừ, năm rồi. Vậy thì cái cọc cọc mấy ngày nay là đã xong rồi à? Thợ nó đang không có việc. À, thợ không có việc thường ạ, bắt đầu dốc thợ hết rồi đấy. Thì nó làm không có công trình nào đấy. Ở bố nhà mình có công trình á, nó làm vài lọc chán thế mới bỏ, nó không đến. Chỉ ở đây nó làm việc. Thứ hai thợ nó ít việc. Việc nó tập trung vào nhanh. Nó tập trung đến chả mấy, cái cổ ấy lại xây nguồn nhanh không. Đấy nhờ, chị áo đi giảm. Đấy, thì nó đi giảm. À vậy, cách làm cục cọc nhanh vậy. Thời điểm này chắc mới bỏ móng. Cứ nghĩ vậy. Thì báo này mới đổ trồng móng thì nghỉ ra khô móng thì lại xây. Thế mới làm cái này. Nó không có việc nào chịu khó lắm. Giờ cả nhà đi làm, chồng làm, vợ làm, hai đứa con đi làm, bốn người làm hết.